bóng thế giới, hãng Vietjet của Đài Loan sa thải phi công gây ra ca nhiễm trong cộng đồng. Tin mới nhất vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 cho hay chuỗi 253 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng của Đài Loan đã chấm dứt ngày thứ ba tuần này, 22 tháng 12, sau khi một phụ nữ có tiếp xúc với viên phi công người New Zealand của hãng Vietjet của Đài Loan bị dương tính với virus corona. Chi tiết hơn, tin tức cho biết viên phi công New Zealand này đang làm việc cho hãng Vietjet của Đài Loan. Anh này đã bị phạt 300.000 đài tệ, 10.600 Mỹ Kim vì hành vi không thành thật khai báo về các tiếp xúc, cũng như hoạt động đi lại với nhà chức trách sau khi biết mình mắc bệnh. Hãng Vietjet của Đài Loan nói viên phi công này đã vi phạm các quy định về phòng ngừa đại dịch và gây tổn thất nghiêm trọng cho danh tiếng, cũng như hình ảnh của công ty. Thông báo của hãng nhấn mạnh như vậy. Theo nguồn tin riêng được tiết lộ thì viên phi công người này đã không đeo khẩu trang trong khi làm việc hồi đầu tháng này, bất chấp đã được một phi công người Đài Loan nhắc nhở. Phi công New Zealand đã có biểu hiện ho trong chuyến bay tới Mỹ ngày 12 tháng 12 năm 2020. Nghiêm trọng hơn là phi công người Đài Loan đó cùng với một đồng nghiệp người Nhật khác, sau đó cũng đã dương tính với virus corona. Nhà chức trách Đài Loan xác nhận phi công New Zealand đã tới nhiều địa điểm, trong đó có hai cửa hàng tạp hóa, nhưng lại nói anh không nhớ mình đã đi đâu. Anh này cũng không khai báo về việc có tiếp xúc với người phụ nữ sau đó đã mắc bệnh. Báo giới Đài Loan nhận định rằng sự việc là một cú sốc lớn với hòn đảo vốn được ca ngợi nhiều thời gian qua vì khả năng kiểm soát dịch hiệu quả, cho tới nay chỉ ghi nhận 776 ca bệnh và 7 người chết. Đài Loan là nơi đã đóng cửa biên giới từ sớm để phòng dịch và áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly. Hãng Vietjet của Đài Loan cũng cho biết thêm, theo quy định hiện hành, các phi công tới Đài Loan hiện nay chỉ phải cách ly 3 ngày sau mỗi chuyến bay ra nước ngoài, trong khi đó, với các du khách quốc tế thời gian cách ly kéo dài tới 2 tuần, chính quyền Đài Loan dự kiến xem xét việc siết chặt hơn quy định cách ly liên quan đến các hãng máy bay. Tin tức việc viên phi công này bị buộc tội đã làm lây bệnh cho hai đồng nghiệp và gây ra ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4 tại Đài Loan vừa bị hãng bay xa. Thái đã nhanh chóng bị người dân Đài Loan phản ứng mạnh về hành vi bất cẩn của người này. Ngoài ra, việc cập nhật về tình hình xét nghiệm những người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4 tại Đài Loan, người đứng đầu cơ quan y tế, ông Chen Se-chung, hôm nay 23 tháng 12 cho biết thêm 170 trong số 173 người được xét nghiệm đã có kết quả âm tính với virus. 3 kết quả còn lại đang chờ. Được biết là Đài Loan được thế giới đánh giá đã áp dụng tốt bài học kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch SARS năm 2003 để áp dụng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Theo NBC từng đưa tin trước đây, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, đang vật lộn với sự bùng nổ của COVID-19, Đài Loan từng cung cấp những bài học quý giá về cách kiềm chế dịch bệnh lây lan để các nước học tập. Hòn đảo này chỉ cách 130 km so với Trung Quốc đại lục, nơi COVID-19 được cho là bắt đầu xuất phát từ thành phố Vũ Hán. Khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1, nhiều doanh nhân Đài Loan cùng thân nhân ở đại lục đang trở về nhà để ăn Tết Nguyên Đán. Đồng thời, mỗi ngày hòn đảo này đón tới 2.000 lượt khách du lịch từ đại lục với khả năng mang theo virus. Tuy vậy, tính đến 12 tháng 3 giai đoạn cao điểm bùng phát COVID-19 của thế giới, Đài Loan chỉ có 48 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong, ít hơn rất nhiều so với con số 80.793 ca mắc và 3.186 ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lúc đó, cũng như các quốc gia ở Đông Bắc Á, như Hàn Quốc, hơn 7.800 ca và Nhật Bản, 620 ca. Sau khi bảo đảm an toàn tại biên giới, Đài Loan đã sử dụng công nghệ để chiến đấu với virus. Các máy theo dõi nhiệt độ đã được thiết lập tại các sân bay sau đợt bùng phát dịch SARS năm 2003 để phát hiện bất kỳ hành khách nào bị sốt, một triệu chứng mắc virus SARS-CoV-2. Hành khách cũng có thể quét mã QR và báo cáo lịch sử đi lại cùng các triệu chứng sức khỏe của họ trực tuyến. Dữ liệu này sau đó được chuyển trực tiếp tới CDC của Đài Loan. Những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bắt buộc phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, ngay cả khi không có dấu hiệu đổ bệnh, và được theo dõi bằng ứng dụng chia sẻ vị trí trên điện thoại di động. Nếu trốn cách ly, họ có thể bị phạt tiền rất nặng. Hình phạt này cũng được áp dụng nếu không khai báo các triệu chứng. Nói thêm như vậy để thấy Đài Loan rất nghiêm túc với các biện pháp phòng chống COVID-19. Này trước việc làm sai trái, viên phi công New Zealand đang làm việc cho hãng Vietjet của Đài Loan đã vi phạm các quy định về phòng ngừa đại dịch và gây tổn thất nghiêm trọng cho danh tiếng, cũng như hình ảnh của công ty và nhưng đồng thời làm ảnh hưởng đến cả những nỗ lực và cả thành tích của Đài Loan trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.
Vài điểm nên biết thêm về hãng bay EVA của Đài Loan. EVA là hãng hàng không danh tiếng nhất của Đài Loan, là một công ty con của tập đoàn Evergreen Group, hoạt động chính tại sân bay quốc tế đầu tiên tại thành phố Đài Bắc. Hãng được thành lập từ tháng 3 năm 1989 trong cả hai lĩnh vực vận tải, gồm vận tải hành khách và vận tải hàng hóa chuyên dụng. EVA có trụ sở tại sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan gần Đài Bắc, Đài Loan, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa đến các điểm tại châu Á, Úc, New Zealand, châu Âu và Bắc Mỹ. Kể từ khi thành lập năm 1989, EVA đã mở rộng các hoạt động vận chuyển bao gồm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, cung cấp suất ăn trên máy bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật hàng không và dịch vụ du lịch trọn gói. Công ty con của hãng là EVA Cargo, kết nối với hệ thống vận chuyển tàu biển của tập đoàn Evergreen trên khắp thế giới trên biển và trên mặt đất. Công ty con khu vực và nội địa của EVA dưới nghĩa quầy hoạt động trên một số tuyến ngắn nội địa Đài Loan. EVA được công nhận là một hãng tiên phong của hạng trí Medium Economy, được hãng giới thiệu lần đầu vào năm 1991. EVA cũng là hãng hàng không Đài Loan đầu tiên được IATA trao chứng chỉ kiểm tra an toàn vận hành vì hoạt động an toàn của hãng. Khẩu hiệu cũ của hãng là thư giãn đi, đây là ngôi nhà của bạn ở trên không trung, khẩu hiệu mới là sẽ chia thế giới, cùng nhau bay cao.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt US 1040.